Có một điều bí mật đó là nếu trong cung mệnh của ai mà có tài khố ở đây được hiểu là phước đức, thì cuộc đời của họ có sóng gió bao nhiêu, xuất thân của họ có vất vả cỡ nào, cái hậu vận của cuộc đời họ sẽ được hanh thông, sung túc, đầy đủ, tiền tài sẽ đến với họ một cách nhanh chóng. Còn có những người rất thông minh, rất tài trí, học rộng, hiểu nhiều, nhưng mà trong mệnh không có tài khố, thì cuộc đời sẽ xảy ra hết thất bại này tới thất bại khác, làm ăn không có dư giả, gặp rất nhiều khó khăn, rồi tóm gọn lại dẫn tới cảnh phá sản, rồi bán tất cả những tài sản đi để mà trả nợ, rồi trốn nợ đi nơi khác lập thân. Mình xin nhắn nhủ với mọi người một điều là mỗi chúng ta đều phải có phước đức song hành, không có phước đức sẽ không làm được nên chuyện gì cả. Ví dụ như là một kẻ ăn trộm, nếu có đi ăn trộm ăn cắp mà trong cung mệnh không có phước đức, không có tài khố thì đi ăn trộm cũng bị người ta bắt lại và phải chịu cảnh ngục tù. Và ngày hôm nay đây, mình xin giới thiệu với mọi người một mẫu bàn tay của một người phụ nữ sinh năm 1971, đó là tuổi Tân Hợi. Mẫu bàn tay này được đánh giá là mẫu bàn tay giàu phước đức, cung tài khố rất lớn. Và cuộc đời của họ sau này sẽ gặp rất nhiều may mắn và có số giàu sang giàu có. Mình sẽ xin phân tích rõ cái bàn tay này để cho mọi người cùng nắm bắt, biết đâu là tốt, đâu là xấu. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe. Khi ta nhìn tổng quan bàn tay này, có một cái điều đặc biệt, đó là cái gò trên lòng bàn tay nổi rất là cao, vị trí gò thái dương đấy, và gò kim tinh nổi lên rất là cao. Kèm theo màu sắc trên các gò này cũng rất là tươi sáng, đẹp. Người nào mà có gò thái dương nổi cao, đầy màu sắc tươi sáng sẽ là người có nhiều phước đức, cung tài khố của họ sẽ được dồi dào, may mắn. Dù họ có xuất thân như thế nào đi chăng nữa, cuộc đời hậu vận của họ cũng rất là tươi tốt. Và đây sẽ là dấu hiệu đầu tiên mang lại sự thành công cho mẫu bàn tay này. Và gò kim tinh của mẫu bàn tay này cũng nổi lên rất cao. Gò kim tinh sẽ đại diện cho sức khỏe, tài lộc, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Gò kim tinh nổi cao như thế này cũng đem lại may mắn cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Và ta sẽ đi tìm hiểu cuộc đời của mẫu bàn tay này thông qua đường chỉ sinh đạo, vị trí mình khoanh tròn đây. Cái điểm khởi đầu của đường sinh đạo thì xuất hiện rất nhiều vết cắt. Đấy, chúng ta có thể nhận thấy rõ này, rất nhiều vết cắt. Đây sẽ là giai đoạn chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ rất vất vả đây. Thời thơ ấu rất vất vả, bước ra đời hai bàn tay trắng chả có gì hết, nghèo rất mùng tơi. Lập từ đất mà lập lên hai bàn tay trắng. Khoảng thời gian này đó là từ thời thơ ấu cho tới năm 30 tuổi rất là vất vả đây. Những cái đường chỉ gạch ngang nó phá nát đường chỉ sinh đạo. Nhưng từ khoảng 30 tuổi đổ ra là đường sinh đạo rất là đẹp, rất là rõ nét, rất đậm sâu. Đó là khoảng thời gian chủ nhân mẫu bàn tay này làm được rất nhiều tiền, kinh tế của họ sẽ rất là khá, rất là đủ đầy. Và ở cái vị trí giữa của mẫu bàn tay này đây, đường chỉ sinh đạo này đây, có một cái vết đứt, có một cái vết nối này. Đó cũng là một cái dấu hiệu dễ bị tai nạn hoặc bị chướng ngại hoặc gặp chuyện bất hạnh trong khoảng thời gian đó. Nhưng rất may cái vị trí đứt này nó lại được nối tiếp cũng bằng một đường chỉ sinh đạo tương tự. Đấy, mọi người có thể thấy rõ. Đấy, cái vị trí này chính là vị trí nối tiếp đây, bị đứt nhưng lại được nối tiếp. Sợ nhất là người có đường chỉ sinh đạo nó chạy một quãng rồi tới đây nó mất hút, nó bị đứt như thế này rất là nguy hiểm nhé. Đấy, vị trí như này rất là nguy hiểm. Nhưng đây rất may mẫu bàn tay này nó chạy được một quãng, nó đứt rồi cái vị trí này nó lại chồng lên, thì chủ nhân mẫu bàn tay này có gặp tai nạn hoặc có gặp chuyện bất hạnh trong khoảng thời gian đó cũng được qua khỏi một cách nhanh chóng. Và nếu ta tinh mắt, ta thấy ở giữa lòng bàn tay có hình dấu cộng, dấu X, sẽ là người có lộc về kinh doanh, buôn bán, đầu tư và sẽ gặp được nhiều may mắn. Ngoài ra, người sở hữu dấu X hay dấu cộng này cũng là người rất tin tâm linh, sùng bái tâm linh. Nếu đạo Phật rất tin Phật, nếu theo đạo Chúa rất tin Chúa. Và mạng của họ sẽ rất là lớn khi sở hữu những cái dấu X này trong giữa lòng bàn tay. Nằm ngay vị trí trung điểm giữa đường chỉ chí đạo và đường chỉ tâm đạo. Và có một cái nét đặc biệt nữa trên mẫu bàn tay này, đó là có đường chỉ chí đạo rất đậm sâu. Một đường chỉ chí đạo vô cùng đẹp, nó rất là đậm, sâu, rõ nét. Và phía cuối nó chẽ là làm đôi. Đấy, mọi người có thấy rõ không? Nó chẽ là làm đôi. Thể hiện là người thông minh, có tài quản lý, có tài tính toán. Họ học hỏi mọi thứ rất là nhanh.
Đấy, đầu óc họ rất là nhạy bén. Chính vì thế, hướng theo con đường kinh doanh sẽ gặt hái được nhiều thành công. Và đường chỉ chỉ đạo tốt như thế này, họ có thể làm nhiều mảng, nhiều công việc một lúc để kiếm tiền, chứ không chỉ một công việc. Đường chỉ chỉ đạo này được đánh giá khoảng 9 điểm. Và cũng có một cái vài nét hạn chế trên đường chỉ chỉ đạo này, đó là có mấy cái vết cắt nó thông qua. Đấy, mọi người thấy không? Nó cũng rất là nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì cẩn thận các chứng bệnh về đau đầu, huyết áp, do tính toán, suy nghĩ nhiều quá, khiến cho trí não nó bị suy nhược và sau này dễ mắc các chứng về đau đầu. Hết sức phải cẩn thận. Nếu chủ nhân của mẫu bàn tay này có theo dõi được video này thì hãy biết thay đổi, làm ít lại một xíu, chớ lên tham công tiếc việc. Nói đến chuyện tham công tiếc việc, nó thể hiện qua rõ các ngón tay. Đó là ngón tay trỏ, nó cong hướng về ngón giữa, mọi người thấy không? Và ngón giữa cũng cong hướng về ngón áp út. Mình cũng đã chia sẻ ở rất nhiều video khác rồi. Người sở hữu các ngón tay cong về hướng ngón út như thế này sẽ là người tham công tiếc việc lắm. Suốt cuộc đời họ không có biết hưởng thụ là gì, chỉ có lao đầu vào công việc như trâu húc mã. Mọi công việc nếu mà chưa được giải quyết một cách ổn thỏa thì họ sẽ làm cho bằng được, làm cho tới cùng thì thôi, chứ không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Đây là một phẩm chất rất tốt của mẫu bàn tay này. Và có một điều bí mật nữa mình muốn xin chia sẻ với mọi người là mẫu bàn tay này sẽ sở hữu rất nhiều tài sản về đất đai, bất động sản. Qua trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay, chủ nhân mẫu bàn tay có chia sẻ thật với mình là hiện tại đang sở hữu rất nhiều đất đai, có thể lên tới vài chục lô đất, một cái khối tài sản vô cùng lớn. Cái điều này nó có thể thể hiện rõ, đó là trên gò Thái Dương có một cái đường chỉ hướng lên này, mọi người thấy không, rất đậm rõ nét nhé. Và cũng có một đường chỉ khác, và đây lại một đường chỉ khác. Đây sẽ là dấu hiệu của người có lộc về đất đai, đầu tư đất đai sẽ sinh lời rất lớn. Đầu tư lô đất với giá trị 1 tỷ để sau vài năm nó có thể tăng lên gấp 5, gấp 7 lần. Đấy, đó là người có lộc về đất đai. Và một cái dấu hiệu nữa cũng khẳng định rõ thêm điều này, có hình ô vuông nằm trên gò Mộc Tinh. Dấu hiệu này sẽ đem lại cái sự danh giá, may mắn và sẽ là có lộc về điền trạch đất đai. Đấy, mang lại cho chủ nhân mẫu bàn tay này đây. Đây là dấu hiệu cần có cho những ai đang nung nấu ý định muốn đầu tư vào đất đai, bất động sản. Phải có hai dấu hiệu này mới làm lên được nhé. Còn những người nào mà không có hai cái dấu hiệu hoặc một trong hai dấu hiệu này, đầu tư đất đai chỉ có thua lỗ mà thôi, có khi còn mất trắng nữa. Đây là theo cái kinh nghiệm bản thân của mình. Và ta sẽ xét đoán tiếp, đó là đường chỉ tâm đạo. Đường tâm đạo của người này rất là đậm, là người sống biết trước biết sau, biết lo lắng, biết giúp đỡ cho người khác, là người sống thật tâm. Bởi vì tâm đạo càng đậm bao nhiêu sẽ thể hiện là người thật lòng, đứng đắn bấy nhiêu. Nhưng mà nó cũng xuất hiện rất nhiều hình củ lao và tam giác. Đây cũng là dấu hiệu dễ bị thị phi, hay bị nói xấu, hay bị đặt điều. Vì cái sự giàu có, vì cái sự thành đạt mà dễ bị người khác ganh tị, đố kỵ, khiến cho hay phải chịu nhiều những điều tiếng không hay. Và những cái dấu hiệu này trên đường chỉ tâm đạo cũng nói lên một phần là chuyện hôn nhân của vợ chồng của họ sẽ thường xuyên xảy ra xung khắc, bất đồng. Còn muốn tìm hiểu kỹ hơn về chuyện hôn nhân, ta có thể căn cứ vào đường chỉ hôn nhân. Đường chỉ hôn nhân của mẫu bàn tay này thì có hai đường, tương đối là thẳng, không có bị cong. Nhưng mà cái tính chất của nó thì lại hơi mờ, sẽ là dấu hiệu của chuyện hôn nhân vợ chồng hơi khắc khẩu, nhưng mà nó không bị chẽ là làm đôi và nó không cong. Và dấu hiệu này nói lên chủ nhân mẫu bàn tay sẽ hơi khắc khẩu với chồng, nhưng chuyện hôn nhân của họ sẽ được đi tới trọn vẹn, không có sự phân ly xảy ra ở đây. Và nếu chúng ta để ý kỹ ngay gò Thái Âm, ta có thể thấy đường chỉ du lịch này hướng lên này, và cũng có một cái đường chỉ du lịch khác này. Đấy. Người nào sở hữu đường chỉ du lịch sẽ là người phải sớm xa quê để mà lập nghiệp. Và cũng có một cái dấu hiệu nữa cũng phản ánh điều này, đó là cuối đường chỉ sinh đạo nó sẽ là làm đôi, sẽ là người sớm phải xa quê. Mà xa quê lập nghiệp mới khá nhá, còn quanh quẩn trên đất quê hương thì không khá. Đấy. Đây sẽ là hai dấu hiệu nói lên người xa quê lập nghiệp sẽ dễ gặt hái được nhiều thành tựu hơn là ở trên đất quê hương. Và chủ nhân mẫu bàn tay này cũng đã trao đổi với mình là hiện tại đang làm việc công tác ở rất xa quê và không có ý định muốn về quê. Một dấu hiệu nói lên khí chất mạnh mẽ của người phụ nữ này, đó là ngón tay cái dài và lớn, rất là bự, mọi người thấy rõ không? Và cái đốt thứ hai lại gấp đôi đốt thứ nhất. Sẽ là người tính cách rất là cương trực, thẳng thắn, không đâu không phải là họ sẽ nói thẳng luôn. Họ không có thích vòng vo và không thích nói những lời hoa mỹ hay những lời có cánh hay là những lời để xu nịnh người khác. Họ luôn luôn là thẳng là thật.
Chính vì vậy, mẫu bàn tay này sẽ ít nhận được sự cảm thông cũng như sự quý mến từ mọi người xung quanh. Đấy, do tính cách thẳng thật quá. Và người sở hữu ngón tay cái lớn như này sẽ là người thích cầm quyền trong gia đạo. Phần lớn trong gia đình họ sẽ là trụ cột, còn chồng của họ chỉ là người đứng sau hỗ trợ cho họ thôi. Họ mới là người nắm chủ và nắm cán cân trong gia đình. Công to việc lớn trong gia đình họ sẽ luôn luôn là người đứng ra giải quyết. Và cũng có một cái dấu hiệu nói lên mẫu bàn tay này sẽ là người ăn nói rất là giỏi và khéo léo. Đó là có đường chỉ thủy tinh rất là đậm. Đấy, một đường chỉ này, hai đường chỉ thủy tinh này. Đấy, nó chạy thẳng lên gò thủy tinh luôn. Thì được gọi là đường chỉ thủy tinh. Người sở hữu đường chỉ thủy tinh đậm, đẹp, rõ nét, không bị lu mờ sẽ là người ăn nói khéo léo. Câu nói của họ sẽ rất là sắc bén và pha chút đánh đá. Người nào sở hữu đường chỉ thủy tinh càng đậm càng rõ nét bao nhiêu sẽ là người có sức khỏe tốt bấy nhiêu và tuổi thọ của họ phần lớn sẽ rất là cao. Đây cũng là một cái dấu hiệu rất may mắn cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Và khi ta nhìn tổng quan, ta thấy màu sắc của bàn tay này rất là đẹp. Màu hồng đan xen với màu trắng, đấy, rất là đẹp. Người sở hữu màu hồng như này sẽ là người có khí huyết tốt, mạnh mẽ, quyết đoán. Và cuộc đời của họ sẽ gặp nhiều may mắn, bởi vì cung mệnh tài khố của họ sẽ rất lớn và dồi dào, là người có phước vô cùng lớn. Hy vọng những cái dấu hiệu mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cái trải nghiệm thật mới mẻ hơn về cái môn xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.